Không sao, không sao. Nó không đẩy được, tao lo được. Tham đánh lên, let's game đi, let's game đi. Tin tao đi. Tôi tin anh em mà. Chỉ tin anh em phải đặt một chút niềm tin vào mình đấy. Không thua. Đánh giao tranh ổn. À, không thua. Tao giữ được trụ mít. Nó không đẩy trụ được. Trời ạ. Mà nó xanh đi, nó nói mình thì có khi giờ tao kiểu tao im lặng tao thôi, coi như là nó nói đúng đi. Thì kiểu ta sẽ im lặng ngay. Nhưng mà trong khi nó không đóng góp được gì cho team mà nó còn kiểu vậy. Mình rất ghét kiểu vậy luôn. Thà là đóng góp được cái gì đó đi. Thế chưa, nó phải vậy đúng không? Còn lính đó mà vào chủ là bắt đấy. Sao không giúp đẩy lính luôn? Nè, đúng rồi, đẩy lính luôn đi. Ăn đi. Đẩy lính giúp chứ. Làm sao để có sao á? Cái này cứ hình như là cứ xem like nhiều là có. Xem like nhiều lâu lâu nó hiện lên màn hình á. Nó hiện lên màn hình cho mình nhận hoặc là đấy là nhận miễn phí hoặc là mình mua, nhưng mà mình phải có cái thẻ Visa hay là mấy cái thẻ ngân hàng gì đó cơ. Mình phải mua bằng thẻ Visa hoặc là thẻ mấy cái thẻ có kết nối internet banking hay gì đó. Talon lên này. Talon lên top. Hay quá, đừng nhìn hay quá anh em ạ. Thế là mình không đẩy lính nhanh được, mình đẩy nhanh được thì ta lo nó thọt luôn. Mình sẽ cắm mắt đây, để lỡ mà thằng ta lo đi xuống bot thì bên mình còn biết đường né. Không đẩy lính nhanh được, khó quá. Thằng Ragan nữa này. Nè, mình lại bị cam rồi.
Ôi mẹ, mắt mình vừa cắn xong nó phá luôn rồi, phí 7 năm vàng. Mắt tốc biến là đánh thấp rồi, thằng dừng có lại cái anh nhìn này. Sợ tận mình nhìn thằng ấy quay lại gánh thôi, mình thêm mana thôi, về đi, về đi, là 6 mình thêm mana mình về. Khó quá. Thêm mana rồi không giúp được đâu bạn rừng ơi. Talon 6 nha. Mid 6. Mid 6. Nhảy tường lên khỏe gan. Mất rồi. Thank you.
trụ bán lâu ạ. Tao lo nó mua giày cơ động gì nữa, đi làm thôi. Tao lo toàn, à thằng gắt toàn ra. Thì nó không snowball được đâu, gặp mình tắt điện hết rồi, mình lo được. Bỏ trụ đi mình kéo lây được thì gần các bạn đánh giao tranh ổn là được rồi. Không sao, không sao. Nó không đẩy được. Tao lo được. Tham đánh lên. Let's game mình, let's game mình. Tin tao đi. Tôi tin anh em mà. Chỉ tin anh em phải đặt một chút niềm tin vào mình đó. Không thua, đánh giao tranh ổn là không thua. Tao giữ được trụ mít. Nó không đẩy trụ được. Trời ạ. Quá đây mình tham. Tin tao đi.
trái rau chanh. Để tao mít, tao giữ trụ. Giờ mình phải giam mít đây anh em, mình phải giam mít mình giữ trụ. Mình giữ được trụ mít là tên mình farm, mình chỉ sợ những cái lúc mà team có trang bị mà giao tranh thua thôi. Tao tao giữ được từ farm mẹ giao tranh phút 25 win. Đúng rồi, những người mình cướp được con rồng này thì quá hay luôn. Game này mình lo được mà đúng không anh em? Tại sao lại có thể gõ được hàng được? Trong khi team có một con chim 3-0 ở đây. Ui rừng mình chín. Ui, tính ra là team mình có mỗi mình với rừng ăn hết mạng này. Tao đép được. Quan trọng anh em giao tranh như thế nào. Ở đây nó sắp 3 món này, ở đây mình chưa mới được hơn một món này á, mình không tính dày nữa. Mẹ, mình vẫn hùng xịn xe anh em ạ, vẫn là hùng hùng xe.
phòng của đời ơi, xin em đừng khóc nhé, vì đã có anh ở bên em nửa mà cầm chặt tay đây. À đây, anh tốt đi, sư ông ở Mỹ, mất trụ Mỹ, khó đánh ạ. Nãy là AD nó thả sứ giả, mình bị phá, bị mình phá, mình còn chỉ luôn cả AD nó mất tốc biến là bây giờ mà dính một combo mình là đi chắc. Giờ làm sao mình dám vào đẩy trụ mình. Cảm ơn gì chứ 30 vàng thì tớ không từ chối đâu. Đó, bây giờ là cứ farm cái này là team nó không snowball được, xanh thì xanh nhá, nhưng mà làm gì được nhau đâu đúng không nào. Xanh thì xanh chứ làm gì được nhau đâu. Hai chiều cuối một thiêu đốt lời. Em nó giết mình thì nó phải bỏ lại thằng AD cộng hai chiêu cuối. Mình lời rồi có cái gì đâu. AD mình tin đi đường thua nhưng mình tin giao tranh đánh được thôi. Cái quan trọng là AD mình phải có trang bị. Đi đường kiểu cặp nó mạnh ấy. Ủa chạy nhanh ấy. Tôi mình cũng khỏe rồi. Riêng thằng A chốc 05 mình vẫn rất tự tin vào A chốc bởi vì nó 05 nhưng mà đam nó vẫn rất là ảo. Đi ngủ được chưa? Chưa. Giường của Hùng lạch lẽo á, giường của Hùng thiếu ngân nên không ngủ được á. Ngồi má Hùng lại sợ rồi nữa. AD bóp farm dễ, xuống bóp farm đi. Ôi, thịt mẹ chiều cuối này. Mình giữ trụ mít thì nó không thể đẩy được. Không làm được gì luôn. Bây giờ mà xuống bắt thằng kia mất trụ á. Mình phải ở đây nha. E đi đâu mẹ này hỗn nhở. Cứu anh em ơi. Ôi mẹ. Không sao, nguy rồi. Thôi giữ. AD yếu thôi. Có trang bị khác à.
phải mới làm hết sức rồi. Mình tốc biến quá rồi, rồi Nami không được. Nami chạy nhanh quá. Về 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 về. Bách 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 bách. No. No, bách. Bách bách. Ở đây đứng cạnh mình sẽ cover được. Nếu mình cứ giữ được chủ mít là team nó không thể đẩy, nó cũng chả làm được gì luôn ấy. Mình đứng đây bảo kê đá đê pha mình. Man, tốc biến. Tốc biến không giải thuật được. Ở đây nó mất khăn giải thuật tốc biến này, nó yếu rồi. Rồi mình choáng được thằng AD support nó luôn rồi. Ôi thì phải nhổ ra luôn. Thế thì xong game rồi. Ôi mà mình choáng phê quá. Anh em được chưa? Anh em thấy một cái trận gọi là hùng. Vừa phải đánh team mà vừa phải làm cái công tác gọi là trấn an tâm lý cho team mình. Đó, nó phải vậy, có gì khó khăn đâu. Nào, thằng top thì đầu hàng. Không. Làm sao thua? Trời ơi, làm sao thua được? Bạn là người đáng kính nhất đội. Anh em thấy gì chưa? Nó phải như vậy. Thank you.